tuy nhiên thì để đề phòng một số bài RAM nó lên cao thì chúng ta cũng có thể là đầu tư RAM khoảng 16 GB và RAM sẽ ưu tiên khi mà các bạn chơi nhiều nhạc cụ sống như vậy. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VVK đến từ VV Music và các bạn có thể liên hệ mình qua Facebook Phương Ngô và fanpage VV Music hướng dẫn làm nhạc Hiện tại thì VB Music đang có các sản phẩm dịch vụ như bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phù khí, nhận dạy hòa âm phù khí, cung cấp acapella cho các music producer và sáng tác các khúc thương hiệu cho doanh nghiệp. Ngoài ra các bạn cũng có thể nhận những bài viết, video và dữ liệu làm nhạc hoàn toàn miễn phí trên trang chủ Team. com Anh em nhớ truy cập thêm vào một cộng đồng để cùng giao lưu với các music producer khác nha. Ok và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn cho một video hướng dẫn cho các bạn làm sao để build được một cái máy tính tùy thuộc theo cái số tiền của các bạn Nghĩa là khi mà các bạn cầm một cái số tiền nhất định, bạn đi ra ngoài họ đưa cho bạn các cái option thì bạn có thể là kiếm được một cái máy mà cùng với một số tiền nó phù hợp nhất với cái yêu cầu công việc của các bạn nhé rồi trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một vài yếu tố liên quan đến tốc độ khi mà các bạn làm một bản nhạc trên máy tính đầu tiên đó là cpu cpu nó là bộ xử lý chính và nó sẽ làm tất cả mọi công việc thì nói chung là cứ cpu mạnh thì là máy tính nó sẽ mạnh lên thôi tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng cần những cái cpu mạnh và rất mạnh thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sức mạnh của cái cpu nó gồm có tốc độ lõi là tốc độ core và số nhân Các bạn thường thấy là 2.4, 3.6 hay 5.1 GHz thì đó là cái tốc độ lõi Tốc độ lõi nó sẽ chỉ sức mạnh của máy tính khi làm một cái việc nặng Nghĩa là khi mà các bạn cho nó nhiều việc nhẹ nha thì rất là nhiều những cái máy tính mà có cái tốc độ lõi nhỏ Nhưng mà nó nhiều nhân thì nó vẫn có thể làm được Nhưng mà khi mà cần làm một công việc rất là nặng Ví dụ như render hay là tạo ra các âm thanh điện tử Thì chỉ số tốc độ lõi nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là cái giới hạn khi mà máy tính làm một việc nặng thì nó nhanh hay là nó chậm. Và tiếp theo số nhân thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm được nhiều việc cùng một lúc hơn. Giả sử bây giờ chúng ta có 7 việc, 5 việc, 7 việc hay 10 việc cùng một lúc thì uh, và những cái công việc đấy nó không quá là không quá là nặng thì việc số nhân nhiều nó sẽ làm cho cái tốc độ của chúng ta xử lý được nhanh hơn. Còn tốc độ lõi sẽ thiên về cái việc là chỉ cái sức mạnh của máy tính khi làm một việc nặng nó sẽ nhanh hơn. Đó là sức mạnh của CPU và đối với đấy, khi mà chúng ta sản xuất nhạc thì CPU một là chúng ta tạo ra nhạc cụ điện tử và hai là chúng ta xử lý các hiệu ứng trong bàn mixer và CPU đặc biệt được ưu tiên hơn khi làm nhạc điện tử các bạn càng nhiều lõi hay là càng các bạn càng nhiều càng cái cái tốc độ lõi các bạn càng khỏe thì nó sẽ hỗ trợ càng tốt cho nhạc điện tử nhé tiếp theo là RAM RAM sẽ chứa dữ liệu đang vận hành nghĩa là khi mà các bạn vận hành dữ liệu từ ổ cứng sẽ vào RAM và RAM sẽ cung cấp cái dữ liệu đấy để cho máy tính xử lý một cách tốc độ rất là nhanh và tất nhiên rồi tốc độ càng nhanh thì càng tốt và dung lượng thì tùy thuộc theo dòng nhạc các bạn không cần phải sắm ví dụ nhạc điện tử chẳng hạn khi mà các bạn load một cái nhạc cụ điện tử nó chỉ có một vài trăm mê thôi nó rất là nhẹ chứ nó không giống như là các nhạc cụ sống và đối với nhạc điện tử mà các bạn làm theo kiểu bán chuyên nghiệp ấy thì cần RAM 16 GB là đã rất nhiều rồi ngày xưa thì mình còn làm ram 8GB mình vẫn làm ra những bài hay ho bình thường tuy nhiên thì để đề phòng một số bài ram nó lên cao thì chúng ta cũng có thể là đầu tư ram khoảng 16GB và ram sẽ ưu tiên khi mà các bạn chơi nhiều nhạc cụ sống như ví dụ như guitar, piano, string, dàn giao hưởng thì những thứ đó thì sẽ rất là tốn ram khi mà các bạn chạy bản phối. Tiếp theo là ổ cứng thì nó là nơi lưu trữ dữ liệu của chúng ta và cung cấp dữ liệu cho ram và cpu làm việc và ổ cứng thì nó sẽ chia làm hai loại đầu tiên là hdd tốc độ chậm nhưng mà giá rẻ Đó. tốc độ chậm giá rẻ và dung lượng lớn ssd là tốc độ cao nhưng mà đắt nên là cùng một số tiền cùng một dung lượng thì ssd thì bao giờ nó sẽ đắt hơn tuy nhiên thì tốc độ nó cũng sẽ nhanh hơn và cái dung lượng của nó nó cũng sẽ bị bé đi và ổ cứng chạy win của chúng ta thì hiện tại là CPU và RAM của chúng ta đã rất là mạnh rồi nên là mình không khuyến nghị các bạn dùng HHD để làm ổ cứng nữa bởi vì nó là giống kiểu thắt cổ chai ấy là khi mà đến những cái công việc nào liên quan đến ổ cứng thì cái tốc độ của nó sẽ bị chậm xuống rất là nhiều nên là khi mà chạy win thì lúc nào cũng phải cần dữ liệu hoạt động từ lấy từ ổ cứng ra cho nên chắc chắn ổ chạy win thì yêu cầu nó phải là SSD. Chỉ có điều là các bạn nhiều tiền thì các bạn mua ổ to lên và cái dung lượng lưu trữ lớn hơn. Còn nếu mà các bạn ít tiền thì ít đi thôi. Và khi mà các bạn chơi những nhạc cụ sống thì nó sẽ cần những cái ổ có dung lượng lớn hơn. Và nhạc điện tử thì cần ít hơn. Ngoài ra nếu mà bạn, các bạn có tiền thì các bạn cái ổ lưu trữ ngoài, không phải ổ chạy win nhá. Ổ chạy win thì không nói làm gì nhưng nếu như mà các ổ để lưu trữ dữ liệu mà các bạn có tiền để đầu tư SSD thì nó sẽ là càng tốt. Tiếp theo là các màn hình nó sẽ dùng để hiển thị hình ảnh, tất cả những hình ảnh mà chúng ta đang nhìn ở trên màn hình máy tính đó là các màn hình. Thì nếu như mà chúng ta Make master có những cái uh, có những cái công cụ đo thể hiện nhiều bằng mặt hình ảnh thì cái các màn hình mới quan trọng. Còn nếu như mà các bạn không quá chú tâm vào Mixmaster hoặc là Make master của bạn không yêu cầu quá nhiều hoặc là các bạn không dùng nhiều công cụ đo, không dùng nhiều các plugin của công cụ đo thì các bạn cũng không cần phải tập trung vào các màn hình làm gì nhá. Rồi ok, đó là lướt qua về những thứ mà có tác động sâu sắc đến tốc độ khi mà các bạn làm nhạc. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thể loại build theo nhu cầu. Đầu tiên là đối với những bạn làm nhạc điện tử thì tất nhiên cùng một số tiền thì các bạn sẽ thiên về cái CPU khỏe hơn. RAM và ổ cứng các bạn không cần quá nhiều, nhưng ổ cái win thì chắc chắn phải là SSD nhá và các màn hình không quá quan trọng nếu như mà các bạn không mix master quá nhiều. Đó, đó là nhạc điện tử, nghĩa là tập trung vào cái CPU giúp mình. Tất nhiên là nếu như bạn bạn nhiều tiền thì bạn mua tất cả mọi thứ cùng khỏe thì không nói làm gì nhưng mà ví dụ bây giờ bạn có 5 triệu hay 8 triệu chẳng hạn thì các bạn cứ tập trung vào cái CPU giúp mình tiếp theo là nhạc nhẹ nhạc nhẹ thì sử dụng rất nhiều nhạc cụ sống cpu thì không cần quá khỏe nhá bởi vì nhạc nhẹ nó lấy âm thanh nó không tạo ra âm thanh từ cpu trên máy tính mà nó lấy âm thanh trực tiếp từ ổ cứng ra nên cpu không cần quá khỏe và các bạn để dành cái tiền đấy để đầu tư vào ram và ổ cứng thì nó sẽ cần dung lượng lớn nhé Có thể đầu tư thêm SSD tốc độ cao để lưu trữ dữ liệu nếu như mà các bạn có kinh phí Và các màn hình cũng không có quan trọng nếu mà các bạn không làm luôn cả phần mix master Và cuối cùng là mix vocal hoặc mix master Cái này thì các bạn lưu ý một chút bởi vì khi mà mix vocal hay mix master ấy Thì các bạn lưu ý là cái kênh, một cái channel của chúng ta Ví dụ như kênh master này các bạn thấy có rất nhiều hiệu ứng đưa vào đây Thì Toàn bộ những cái hiệu ứng này sẽ được xử lý ở trên một lõi nha các bạn nhé Chứ nó không được chia ra thành nhiều lõi nên là khi mà các bạn lựa chọn về mix master hay mix vocal thì các bạn giúp mình tập trung vào cái việc là cái tốc độ lõi là lớn nó không cần quá nhiều nhân nha. nhưng cái tốc độ lõi nó lớn có những con i3 mà nó không có nhiều nhân nhưng mà cái tốc độ lõi của nó cao thì nếu mà các bạn mix master thậm chí nó còn hiệu quả hơn cả những cái con con i7 nghĩa là tốc độ của nó thì kém con i7 rất nhiều nhưng cái tốc độ lõi là lớn thì cái việc mix master nó cũng sẽ hiệu quả hơn và cái việc đặc biệt là mix vocal với cả phần master nhá Nó rất rất cần cái tốc độ lõi lớn Nên là các bạn có thể là để ý sâu Ví dụ như là uh, 8 x 16 luồng chẳng hạn Đấy là i7 uh, 4.0 8 x 16 luồng Thì nếu mà các bạn làm mix master Thì các bạn đầu tư cái tiền đấy cho một con i3 khác Nhưng mà có cái tốc độ lõi lớn hơn Thì cái hiệu quả về hiệu suất của bạn làm nó vẫn sẽ ok hơn Tất nhiên là thậm chí là các bạn còn được rẻ tiền đi nữa rồi, RAM và ổ cứng thì không cần quá nhiều nhá, nhưng mà ổ okay, cái win thì vẫn phải là SSD. Và cuối cùng, các màn hình khá quan trọng. Khá quan trọng bởi vì hầu hết tất cả khi mà các bạn mix master nhiều và với các plugin thì thời điểm hiện tại ấy, thì công cụ đo và hiển thị sóng trực tiếp trên màn hình là rất là lớn nên là khi mà các bạn build để mix vocal hay mix master thì các bạn để ý đến điều này. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái yếu tố tác động đến tốc độ của một máy tính khi làm nhạc và uh, mình có hướng dẫn qua các bạn build những cái máy tính tùy theo nhu cầu của bạn đó thì tất cả chỉ là tính chất tham khảo có thể thời điểm hiện tại nó như thế này nhưng một hai năm nữa công nghệ thay đổi công nghệ phát triển hoặc công nghệ phần mềm phát triển nó sẽ khác và tuy nhiên đây là những cái kinh nghiệm đúc kết của mình trong thời gian vừa qua Và đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy nó vẫn khá là ổn cho thời điểm hiện tại Mình là thầy Phương VBK đến từ VB Dích Và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích Các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn có thể phù hợp Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát Để bọn mình giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.